Phát biểu trực tuyến tại hội nghị thượng đỉnh BRICS đang diễn ra tại thành phố Johannesburg của Nam Phi, Tổng thống Putin cam kết sẽ thúc đẩy việc hiện thực hóa hơn nữa chiến lược hợp tác kinh tế của BRICS đến năm 2025 và phát triển các lộ trình hợp tác dài hạn mới. Nga sẽ tăng cường vai trò của BRICS trong hệ thống tiền tệ quốc tế và hệ thống tài chính, phát triển hợp tác liên ngân hàng, mở rộng sử dụng tiền tệ của mỗi quốc gia và hợp tác sâu sắc hơn trong các hoạt động thuế, hải quan và chống độc quyền, theo nhà lãnh đạo Nga, dự kiến hội nghị thượng đỉnh tiếp theo của BRICS sẽ được tổ chức tại thành phố Kazan vào tháng 10 năm 2024.